Con xin kể lại một câu chuyện xảy ra vào năm 1945. Đây là một câu chuyện có thật. Tấm gương của một người Phật tử cư sĩ tại gia đã tự tại vãng sanh biết trước ngày vào, quý vị. Vào năm 1945, tại xứ Bình Định có một ngôi chùa quê. Vị sư trụ trì ngôi chùa này xuất gia từ thuở bé, mà thầy ở có mình thôi. Thầy thì học vấn rất là ít, chỉ biết tụng kinh, niệm Phật, đi đám tang, đi đám giỗ, tụng kinh niệm Phật, bái sám mà thôi. Vì thầy ở có một mình trong ngôi chùa này, cho nên ở gần chùa có một vị cư sĩ, người ta thường gọi vị cư sĩ đó là ông hai, bởi vì ông thứ hai. Ông không có gia đình, và ông ở có một mình, nuôi cha mẹ qua đời xong rồi, thì ông hai đi vào trong chùa đó, làm công quả cho chùa, và ở trong chùa luôn với hình thức của người cư sĩ tại gia. Khi ông hai ở trong chùa, ông hai luôn giữ bổn phận mình, quý vị. Thời gian trong ngày ông hai chia ra, sáng thì ông hai làm công quả, quét sân, quét chùa, làm hương đăng bàn Phật. Xong rồi ông hai đi xuống bếp nấu sáng điểm tâm cho thầy. Ông hai gánh nước, bữa củi, giặt đồ, nấu cơm. Ông hai làm mọi việc ở trong chùa, nào là trồng trọt, nhổ cỏ. Ngoài thời gian công quả ra, ông hai dồn hết thời gian còn lại đó để niệm Phật. Ông hai ít chữ lắm, và ông hai căng tánh ám độn, cho nên học trước quên sau. Quý vị biết ông hai ở trong chùa mấy chục năm mà bài chú Đại Bi ông hai học hoài học không thuộc, quý vị. Nhưng ông hai chỉ thuộc lòng có 6 chữ thôi, Nam Mô A Di Đà Phật là ông hai thuộc lòng. Còn bài chú Đại Bi mấy chục năm trong chùa ông hai không thuộc được. Đặc biệt là ông hai giữ bổn phận mình, không bao giờ để ý đến những lời khen hay là tiếng chê của bất kỳ một ai. Phật tử đi đến chùa lễ Phật, ông hai xá chào xong rồi rút lui ra phía sau. Công tác của mình là lo làm, không nói chuyện của ai, không thị phi, không hơn thua, không có tám, quý vị ơi. Ông hai chỉ lo giữ bổn phận, làm công quả và công phu hằng ngày bằng phương cách niệm Phật. Trải qua thời gian đến năm ông hai 70 tuổi, quý vị. Lúc đó ông hai mới, buổi sáng ông hai làm điểm tâm cho thầy xong, có hai thầy trò ở trong chùa. Ông hai mới hỏi thầy trụ trì, kính bạch thầy, hôm nay thầy có đi đâu không? Tại vì thầy trụ trì thường hay đi đám lắm, cho nên ông hai hỏi thầy có đi đâu không. Thầy trụ trì mới nói không, bữa nay tôi, sáng nay thì tôi có việc một chút xíu, là tôi trở về nơi tổ đình để cúng dỗ tổ, xong rồi chiều là về à. Ông hai mới nói, kính bạch thầy, con xin phép thầy, hôm nay thầy đừng có đi về cúng dỗ tổ được không? Bởi vì dỗ tổ năm nào cũng cúng hết, còn hôm nay thầy ở lại chùa để thầy hộ niệm đưa con về Tây Phương Cực Lạc. Ông hai nói vậy đó quý vị. Thầy trụ trì mới nói, nếu thật sự bữa nay ông về Tây Phương Cực Lạc thì tôi đâu có tiếc gì, tôi sẽ ở lại không đi cúng dỗ tổ nữa, dỗ tổ năm sau đi cúng cũng được. Tôi hôm nay tôi ở lại chùa để hộ niệm, để đưa ông về Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà ông cho tôi biết mấy giờ ông đi nha. Thầy vừa nói vừa cười. Cái ông hai nói, dạ kính bạch thầy, 12 giờ trưa hôm nay đúng giờ ngọ thì con thỉnh thầy lên chánh điện để thầy hộ niệm đưa con về Tây Phương Cực Lạc. 11 giờ ông hai bưng mâm cơm lên cúng ngọ, xong rồi ông hai bưng mâm cơm cho thầy dùng. Ông hai không dùng cơm ngày hôm đó, quý vị. Bưng mâm cơm lên cho thầy xong, ông hai mới xuống bắt một nồi nước, nấu một nồi nước, tắm rửa sạch sẽ, mặc áo tràng, đeo một cái sâu chuỗi 108 hạt vào cổ. Xong rồi ông hai đến, thấy thầy dùng cơm xong, ông hai mới đến chắp tay xá thầy, kính bạch thầy, giờ đã sắp đến rồi, con thỉnh thầy lên chánh điện để hộ niệm đưa con về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thầy trụ trì sau khi dùng cơm súc miệng rửa mặt xong, thầy mới đắp y và lên chánh điện, thấy ông hai đã để sẵn cái ghế rồi, và thỉnh thầy ngồi. Thỉnh thầy ngồi, ông hai đảnh lễ thầy ba lễ trong khoảng thời gian con lưu trú tại đây. Nhờ sự che chở đùm bọc dạy dỗ của thầy mà hôm nay con mới biết trước được ngày giờ giảng sanh.
con báo tin cho thầy và thỉnh cầu thầy hộ niệm đưa con về Tây Phương Cực Lạc. Xin thầy nhận nơi đây ba lễ này để bày tỏ lòng tri ân của con. Trong khoảng thời gian qua thầy đã giáo dưỡng cho con. Lễ xong, ông hai mới quay về phía nơi bàn Phật. Ông hai mới chắp tay thành kính, xin niệm Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Xong rồi ông hai lễ ba lễ, ông hai ngồi xuống, ông hai chắp tay lại với sự hộ niệm của thầy. Lúc đó là kém 15-12 giờ, thầy hộ niệm cho ông hai. Ông hai ngồi chắp tay cũng niệm Phật theo. Và đúng 12 giờ, ông hai nhìn lên đồng hồ, đúng 12 giờ ông hai chắp tay và ông hai nói bài kệ như thế này: đi đứng niệm Phật thường, sáu chữ nhiếp tâm vương, ba nghiệp hằng thanh tịnh, theo Phật về Tây Phương. Nói xong rồi là ông hai chắp tay xá một xá và nhẹ nhàng tự tại vãng sanh ở tại chánh điện luôn quý vị. Đó là câu chuyện xảy ra năm 1945 tại một ngôi chùa quê tại xứ Bình Định này. Con kể cho quý vị nghe để huynh đệ Phật tử chúng ta thấy được một tấm gương sáng của một người cư sĩ tại gia. Dù rằng ở tại gia, hình thức của người cư sĩ, nhưng mà ông hai nửa quãng đời còn lại đã vào chùa làm công quả, công phu bái sám giữ bổn phận mình, buông bỏ hết mọi nhân ngã thị phi. Và ông hai vận dụng thời gian nửa quãng đời còn lại của mình đó đã chuẩn bị tư lương kỹ lưỡng cho chuyến đi về Tây Phương Cực Lạc. Và ông hai đã đến đích thành công, phải không quý vị? Mong rằng toàn thể quý Phật tử chúng ta, thời gian mà mình còn ở lại cõi ta bà không còn bao lâu nữa đâu quý vị. Và lời này là lời cảnh báo, lời báo động để cảnh thức quý vị, mà con gọi là lời cảnh báo đó. Thời gian mà chúng ta lưu trú ở cõi ta bà này sắp hết hạn rồi quý vị ơi. Cho nên mau mau đăng ký nhập cảnh Tây Phương Cực Lạc thế giới đi, bởi vì thời gian sắp hết hạn, ở đây sắp hết hạn rồi. Ta ở đây chỉ là tạm trú thôi nha quý vị. Bởi vì trăm năm trước thân này chẳng có, sau trăm năm cũng chẳng có thân. Sự hợp tan giữa cõi hồng trần, đường sinh tử là nhân đau khổ quý vị ơi. Một khi mảnh hình hài đã vùi sâu dưới đáy mộ, giờ thần hồn chưa biết sẽ về đâu. Cho nên kính khuyên ai hãy tha thiết hồi đầu, nhất tâm niệm Phật, vọng cầu quy Tây. Nam mô A Di Đà Phật.
Di Đà Phật.